M2 Intel 180 GB. Thì cái ổ này nó bị bét, nó vô win không được. Thì để coi mình sửa thử coi sửa được cái ổ cứng này không. Thì các bạn theo dõi ha. Đây để mình mở máy lên. Nó thì mở máy lên thì nó hiện cái dấu nháy hoài mà nó không vô được nguyên. Để mình gắn cái ổ cứng di động vô và mình vô bút test cho bạn coi coi nó bét thì sao. Nhấn F12 boost vô mini. Chọn cái USB. Cái dòng main này nó hỗ trợ USB. Main này là main Gigabyte A350M AMD. Thế thì để coi coi mình có sửa được bếp này không. Rồi sửa được thì nếu mà sửa được thì nó có vô win được không hay là nó hư win luôn. Đây cái main là Gigabyte. Có khi sửa được và sửa không được nữa. Nói chung đồ điện tử thì nó hên xui thôi. Đây mở HD tôi lên nè, test bấm lỗi can nè, bấm vô start. Tốc độ của nó khá là chậm. Đây Intel SSD 180 GB. Máy này của khách thì nó ổ cứng nó có một con dùng một à. Tốc độ khá là chậm luôn á. Đây thì nó báo bét rồi nè. Đây bao bét đây nè. Mà nó còn bét nữa chứ nó không có hết bét đâu ha. Rồi giờ mình mở cái phần mềm này lên. Đây thì nó báo tới 5 bét rồi nè. Nó là cái Windows nó nằm ổ C Win 10 có cái Windows không ạ? À? Nên bây giờ nó báo 5 mét rồi đó. Chọn vô đây mình chọn đít rồi mình chọn GB xích to. Rồi xích to găng. Bây giờ mình sẽ coi cái số 1 nè. 1502 7764. 1502 7764. GB thử cái bét này coi nó hết không. Đọc đít lỗi gì nè. Rồi thì mình exit nó ra. Rồi mình coi cái bét số 2 thử coi coi.
Số 2 là số mấy đây? 2080 5878. 2080 5878. Em bấm vô cái be thử đây. Đây thì nó báo lọc là lỗi SSD nè. Không biết là có sửa được hay không. Đây thì nó còn bét nữa nè, thấy không? Nó nhiều bét lắm. 6 bét. Nhiều bét quá chưa chắc gì sửa được. Đây thì nó chạy rồi nè, rồi mình top mình exit nó ra. Nó đờ luôn. Mình dừng nó đi ha. Máy đờ, ổ cứng bét có thể nặng à. Máy tính nó đờ luôn nha. Chi sức không được luôn. Thoát nó ra thử rồi. Đờ luôn, đờ máy luôn. Giờ phải động máy lại thôi chứ giờ nó đờ quá rồi, nó hết làm được gì hết rồi. Nó động không được luôn đó nè. Rồi mình nhắn reset lại cho nó khởi động lại coi. Thể động cứng đó, nó bét quá trời nặng á. Khởi động nhắn F12. Nó đơ luôn rồi. Thể là cái ổ cứng này nó tới tuổi nữa rồi. Treo luôn rồi. Để mình rút điện ra mình gắn lại coi, coi nó còn nhận ổ cứng không. Thì xài mấy ổ SSD này thì nó cũng bét, cũng hư Intel, cũng hư. Nó đơ luôn, nó hết nhận chứ. Rồi nó vẫn còn nhận nè ha. Nhưng mà chưa chắc gì mà nó sửa được. Lên lại ổ cứng mà bị nặng quá à. Sửa nó cũng không bền ha. Rồi để mình bấm lỗi cho can, mình can lại cái chắc mình không sửa nữa. Can lại thử coi nó cái lỗi đầu tiên với cái lỗi số 2 mình sửa hồi nãy có nó có hết không. Mình không nhớ nó nằm ở khúc nào.
nãy mình không nhớ nó bét lúc nào nữa. Chạy nãy giờ chưa lòi ra bét nè. Nãy giờ chạy tới đây 9 ghi rồi chưa lòi ra bét lại nè, không biết là nó có sửa được bét hay không. Hồi nãy nó đơ luôn, nó treo luôn. Mười một ghi rồi nè, chưa thấy bét nè. Khó hiểu ha, nãy mình sửa mới có 2 cái à, bây giờ anh chạy tới đây nó chưa thấy bét nữa nè. Thì thôi mình top ở đây, cái mình khởi động máy lại coi coi nó có vô win được không. Cái bây giờ mình test nó hết ra bét rồi, mình sửa nó bị đơ vậy mà nó cũng không vô win được nè ha. Nó cũng hiện dấu nháy để khởi động lại một lần nữa, cái không được thì mình kết thúc video luôn. Có gì mình sẽ comment cho các bạn biết cái kết quả của nó, chứ giờ sữa này nó hên xui lắm. Nó thì nó còn dẫn dấu nháy ha, nó không vô win được. Rồi thì hôm nay mình video tới đây thôi, chúc các bạn nhiều sức khỏe, bye các bạn.